Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ bảy, ngày 5 tháng 8 năm 2023. Mình phải cảm ơn các bạn rất nhiều. Thưa các bạn, chốt phiên giao dịch hôm nay thứ bảy, ngày 5 tháng 8, giá vàng trong nước điều chỉnh không đồng nhất ở các thương hiệu. Theo đó, chốt phiên hôm nay, giá vàng được các cửa hàng kinh doanh điều chỉnh mức giá từ 50 cho đến 150.000 đồng một lượng cả chiều mua và chiều bán. Trong khi đó, giá vàng thế giới chốt phiên tuần vào dạng sáng nay ở trên mức 1940 đô la Mỹ một ao Khi đồng đô la và lãi suất trái phiếu kho bạc của Mỹ cùng suy yếu. Cụ thể, với mức điều chỉnh này, giá vàng SJC ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng, ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.600.000 đồng một lượng. Chiều bán 67.320.000 đồng một lượng. Tăng 100.000 đồng một lượng chiều bán và giữ nguyên chiều mua. Tại thành phố Hồ Chí Minh, vàng STC cũng đang có mức giá tương tự so với tại Hà Nội, khi ở chiều mua đứng tại mức 66.650.000 đồng một lượng, còn ở chiều bán 67.250.000 đồng một lượng, giá không thay đổi so với phiên lần trước. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại STC từ 600 cho đến 700.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại Doji ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đang có mức giá như sau. Tại Hà Nội hiện đang có mức giá ở chiều mua 66 triệu 550 000 đồng một lượng. Chiều bán 67 triệu 300 000 đồng một lượng. Giá cũng không thay đổi so với phiên trước đó. Tại thành phố Hồ Chí Minh có mức giá cao hơn so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu 700 000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán 67 triệu 250 000 đồng một lượng tăng 50.000 đồng một lượng chiều mua và 100.000 đồng một lượng chiều bán. Biên độ chênh lệch giữa chiều mua và chiều bán tại Doji từ 500 cho đến 700.000 đồng một lượng. Vàng SJC tại PNG ở khu vực Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh trong phiên ngày hôm nay đều không có sự thay đổi ở cả chiều mua và chiều bán và vẫn giữ nguyên giá ở phiên đến trước đó. Tại Hà Nội đang có mức giá ở chiều mua 66 triệu 700 000 đồng một lượng, chiều bán 67 triệu 250 000 đồng một lượng. Tại thành phố Hồ Chí Minh cũng có mức giá tương tự so với tại Hà Nội khi ở chiều mua đứng tại mức 66 triệu 700 000 đồng một lượng, còn là chiều bán 67 triệu 250 000 đồng một lượng. Biên độ giao dịch giữa chiều mua và chiều bán tại PNG 550 000 đồng một lượng. Giá vàng SJC ở các tổ chức lớn và một số ngân hàng Tại Bảo Tín Minh Châu tăng 60.000 đồng một lượng chiều bán và giữ nguyên chiều mua Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 66.700.000 đồng một lượng Chiều bán 67.280.000 đồng một lượng Tại Mi Hồng SJC tăng 50.000 đồng một lượng chiều mua và giữ nguyên chiều bán Ở chiều mua hiện đang có mức giá 66.800.000 đồng một lượng còn là chiều bán 67 triệu 100 nghìn đồng một lượng Tại ngân hàng Exim Bank không có sự thay đổi cả chiều mua và chiều bán và vẫn giữ nguyên giá ở phiên đến trước đó Ở chiều mua hiện đang đứng tại mức 66 triệu 650 nghìn đồng một lượng Chiều bán 67 triệu 050 nghìn đồng một lượng Giá vàng nhẫn bố số 9 vàng lý trang trong phiên ngày hôm nay đều có mức điều chỉnh tăng cả chiều mua và chiều bán từ 62.000 đồng lượng đến 150.000 đồng lượng. Theo đó, ở chiều mua hiện đang niêm yết mức giá từ 21.775.000 đồng một lượng đến 56.050.000 đồng một lượng. Còn ở chiều bán có mức giá niêm yết từ 23.775.000 đồng một lượng đến 57.050.000 đồng một lượng. Thưa các bạn, giá vàng thế giới đã chốt phiên toàn vào dạng sáng nay tại mức 1942,69 đô la Mỹ một ao. Trong phiên, vàng thế giới đã tăng khoảng 9 đô la với tỷ lệ 0,46%. Mức giao dịch thấp nhất trong phiên 1925 đô la Mỹ và cao nhất 1946 đô la Mỹ một ao. Vàng thế giới hiện nay quy đổi theo tỷ giá USD ngân hàng hiện đang có mức 55.700.000 đồng một lượng. Như vậy, vàng thế giới hiện đang thấp hơn vàng miếng trong nước 11.600.000 đồng một lượng và thấp hơn vàng nhận bố số 9 1.400.000 đồng một lượng. Tiền điện tử Bitcoin hiện đang giao dịch ở quanh ngưỡng 29.034 đô la Mỹ một đồng, trong phiên đã giảm 0.14%. Chỉ số đồng đô la Mỹ, thước đo sức mạnh của đồng bạc xanh so với các đồng tiền chủ chốt khác, giảm 0.52% trong phiên, chốt toàn tại mức 102,01 điểm. Bên cạnh đó, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn 10 năm của Mỹ chốt toàn tại mức 4,042% một năm, giảm 0,5% trong phiên. Giá dầu thô thế giới cũng đã chốt toàn tại mức 82,66 đô la Mỹ một thùng, trong phiên đã tăng 1,1%. Thưa các bạn, Vàng có được mức tăng khiêm tốn khi báo cáo việc làm tháng 7 của Mỹ tăng gần đúng với kỳ vọng của thị trường. Cụ thể, theo Cục Thống kê Lao động của Mỹ, số lượng việc làm phi nông nghiệp đã tăng 187.000 việc làm trong tháng 7, thấp hơn mức dự báo tăng 200.000 việc làm của các chuyên gia. Báo cáo lưu ý rằng tỷ lệ thất nghiệp của nước này đã có sự cải thiện, giảm xuống 3,5% từ mức 3,6% của tháng 6 và thấp hơn mức dự báo 3,6% từ các chuyên gia. Con số này rất gần với mức thấp nhất kể từ năm 1969. Báo cáo cũng ghi nhận sự điều chỉnh giảm vào tháng 5 và tháng 6. Dữ liệu thất nghiệp của tháng 5 đã được điều chỉnh xuống còn 281.000, giảm so với ước tính trước đó là 306.000. Đồng thời, dữ liệu việc làm của tháng 6 đã được điều chỉnh xuống còn 185.000 giảm so với dự báo ban đầu là 209.000. Theo một số nhà phân tích thị trường, thị trường vàng có vẻ đang gặp khó khăn trong việc tìm lực kéo vì báo cáo lưu ý rằng lạm phát vẫn là một mối lo ngại đáng kể và có thể buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Phép tiếp tục tăng lãi suất sau mùa hè. Cụ thể, tiền lương bình quân mỗi giờ vốn quan trọng đối với cuộc chiến chống lạm phát của Phép tăng 0,4% so với tháng trước lên 33,74 đô la Mỹ và tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái, đều cao hơn so với dự báo tăng 0,3% và 4,2% từ các chuyên gia. Ông Naem Alam, giám đốc đầu tư tại Capital Market dự báo thị trường vàng sẽ tiếp tục giằng co khi dữ liệu mới nhất không cho thấy manh mối rõ ràng nào về lộ trình thắt chặt tiếp theo của Fed. Thị trường sẽ phải chờ đợi dữ liệu lạm phát sẽ được công bố trong tuần tới. Ông cho rằng Giới thương nhân có thể sẽ đứng ngoài cuộc cho tới khi có dấu hiệu cho thấy lạm phát có xu hướng giảm rõ rệt. Một số nhà phân tích khác nói rằng để vàng lấy lại đà tăng và giữ ở trên 1980 đô la Mỹ, chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 sẽ phải thấp hơn dự kiến. Tuy nhiên, điều này là khó vì nền kinh tế đang phải đối mặt với sự gia tăng về năng lượng và lương thực. Các nhà phân tích của ngân hàng ANZ cho biết những động thái của Fed liên quan tới quan điểm điều chỉnh lãi suất trong thời gian tới có thể hạn chế đà tăng của vàng. Vàng là một tài sản đầu tư an toàn được nhiều người lựa chọn trong giai đoạn bất ổn kinh tế và căng thẳng địa chính trị. Tuy nhiên, lãi suất cao tác động tiêu cực tới vàng. Ông Kevin Wong, nhà phân tích thị trường cấp cao tại công ty môi giới tài chính Oanda nhận định mức hỗ trợ ngắn hạn quan trọng đối với vàng là khoảng 1925 đô la Mỹ. Nếu giảm xuống dưới mức này, vàng có thể sẽ chạm mức 1895 đô la Mỹ một ao. Rồi, bản tin cập nhật giá vàng cuối ngày hôm nay, thứ bảy, ngày 5 tháng 8 năm 2023 trên kênh của Minh Phát đến đây cũng xin được khép lại. Minh Phát cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video này nhé. Chúc các bạn cùng gia đình buổi tối thật nhiều sức khỏe và tràn ngập niềm vui. Các bạn cũng đừng quên nhấn giúp Minh Phát một like nhé. Xin trân trọng cảm ơn xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong các bản tin tiếp theo